Anh Thư mới làm gì đây? Anh Thư đang đi du lịch mà bây giờ tay anh Thư dày rồi, sao mà anh Thư chơi được đây? Các bạn, hôm nay anh Thư đã quay trở lại và anh Thư sẽ review cái gì như là anh Thư đã hứa. Cái gì? Cái gì tim? Review cái gì? Wishy làm đâu đi vào đây. Hôm nay Thư sẽ review Squishy và Slam của Nhung Thư Shop. Anh Thư hy vọng là anh Thư sẽ tìm ra một số manh mối mà các bạn không nên mua hàng của Nhung Thư Shop nữa nhé. Cái đầu tiên thì anh Thư nghĩ là anh Thư sẽ review Squishy trước. Hôm bữa anh Thư mua hai Squishy, một cái Squishy hình gấu. Đây là Squishy của fan của Song Thư, chọn cho Song Thư. Và cái thứ hai đó chính là một cái hình kem nó thơm, nó thơm khủng khiếp luôn. Khi mà anh Thư bỏ vô cái bịch này nè, rồi anh Thư bỏ vô cái ba lô đồ của anh Thư lúc mà chạy từ Sài Gòn đến Phan Thiết mà mở ba lô ra một phát, trời ơi cái mùi này nó thơm, cái xì này nó thơm quá, nó thơm hay. Bây giờ đi luôn anh Thư. Thôi mà bóp cũng đã rồi. Rồi các bạn coi nè, bây giờ nó bắt đầu nó tăng lên nè. Rất là chậm tăng luôn. Cái xe này anh Thư mua nhiêu tiền Thư cũng không nhớ, nhưng mà phải nói là anh Thư rất là thích luôn. Mình cầm cho mình tự sướng sống ảo, không biết là đẹp cái gì mình để vậy. Đúng không các bạn? Rất thơm, nó lại rất thơm và chậm tăng. Duyệt. Cho anh Thư, đây là Squishy chính hãng nha. Nhưng mà ủa, Squishy chính hãng gì mà sao nhìn không giống Squishy chính hãng nha. Thiên Thư đâu? Thiên Thư đây. Không giống Squishy chính hãng. Squishy chính hãng có packaging mà chị Nhung chưa có đưa cho chị anh Thư á. Squishy đó là có hãng này mà. Bán đồ có hãng mà không đưa packaging có hãng cho tôi là tại sao? Hôm bữa bà Nhung này rất là ẩu nha. Ok thì bỏ qua chuyện đó, về Sài Gòn thì anh Thư sẽ đòi Nhung lại. Bây giờ anh Thư sẽ khui thử nha. Đây là của fan lựa, không biết là nó có chất lượng hay không. Đầu tiên ngửa nha gái. Không thơm bằng kem. Cái kem nó thơm hơn các bạn ạ. Cũng thơm, không thơm bằng kem nha. Nhưng mà hãy xem cái gương mặt của Squishy này là rất là đáng yêu. Bây giờ anh Thư sẽ bóp thử xem á là nó có chậm tăng không nha. Wow, cũng rất là chậm tăng luôn. Anh Thư rất là thích luôn. Nhưng mà anh Thư nghĩ là nếu như mà được lựa chọn thì anh Thư sẽ lựa chọn mua cây kem hơn là mua con này. Vì anh Thư rất là thích cái mùi của kem các bạn ạ. Thơm không? Cái nào thơm không? Cái chưa, tôi nói mà, cái kem thơm hơn. Rồi, thank you. Đây là Squishy thường thôi nha, này là chính hãng nha, anh Thư sẽ bóp thử nè. Bóp coi cái thằng nào nó sẽ chậm tăng hơn. No. Anh Thư cảm thấy là Squishy kem vẫn chậm tăng hơn một tí xíu. Vậy là anh Thư vừa mới review xong hai cái Squishy của Nhung Thư Shop. Và anh Thư nói rằng anh Thư rất là thích cái Squishy kem. Ngon 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 ngon. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu review tới Slam. Hãy xem hôm bữa anh Thư đã lựa được những cái Slam gì cho mình à. Đầu tiên là một cái Slam Pom 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 Pom. Slam thứ hai đó chính là Firm Firm Slam gì đó. Rồi ok, màu hồng rất là cute nha. Slam thứ ba đó chính là vừa cốm vừa hạt mè. Rồi thì có một cái charm. Wow, charm cô công chúa trong bộ phim Người đẹp và quái vật. Đầu tiên thì anh Thư sẽ review cái nào trước ta? Cái nào bây giờ Destin, có ba review cái nào con? Oh, Destin muốn review Pom Pom. Cho mình một cái bàn. Các bạn không cảm nha, từ vì anh Thư đang ở resort trong khách sạn, cho nên là cái thiết bị quay này nó sẽ không có được như ở nhà. Thiên Thư đang ngồi đây sẵn để mà anh Thư mà bêu rớt cái gì thì sẽ có. Theo yêu cầu của Destin, chúng ta sẽ review Pom Pom đầu tiên. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy một cái huy hiệu
Nhung Thư Shop. Màu hồng. Có Nhung Thư Slam. Thank you. Số điện thoại 0938 566 022. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu mở ra nha. Ở đây có một cái nắp nữa, giống như là hũ kem trộn vậy đó. Ai mà xài kem trộn thì biết là mở ra sẽ có một cái nắp này ha. Nắp chặn lại. Rồi, làm cho chúng ta là các bạn thấy cái cute không? Những cái hạt pom pom nè. Bây giờ anh Thương sẽ bắt đầu lấy ra nha. Wow, rất là chơi, rất là đã tay và rất là mát tay các bạn ơi. Nó không hề dính tay nha các bạn nha. Bây giờ anh Thư ẩn vô hết luôn nè. Anh Thư ẩn vô hết luôn. Ẩn vô. Ẩn. Dính rồi đó. Rồi, nó kéo ra. Không hề dính tay, chỉ có một miếng ở đây thôi. Các bạn ơi, anh Thư cảm thấy là cái slam bom bom đầu tiên đã gây một ấn tượng rất là tốt với anh Thư. Và anh Thư nghĩ là anh Thư đã chọn đúng hàng. Ha ha. Rồi, các bạn ơi, hãy nhìn anh Thư chơi thử nha. Wow, so cute. So cute. Đang kì vậy? Đẹp quá các bạn ơi. Rất là nhiều màu sắc như là một cái mạng lưới của những viên bi. Các bạn có thấy anh Thư không? Hi. Trời hỏi đột luôn rồi kìa. Anh Thư chấm điểm cho slam trong bom bom này bao nhiêu điểm hay ta? 9,5 điểm nha. Ok, nếu mà bạn nào có tới Nhung Thư Shop thì nên mua giống anh Thư nha. Cái hộp này rất là tiếc là nó là hộp nhỏ thôi, hết hộp lớn rồi. Ok, và tiếp theo của chúng ta đó chính là slam hồng sáng vô đầu. Và tiếp theo, wow, thật là bất ngờ. Các bạn có thấy gì không? Có một bạn thỏ màu hồng nằm ở trên cái nắp luôn. Ê, bạn thỏ này có chức năng gì đây ta? Rồi, nắp kem trộn. Oh my god, so sticky. Chúng ta sẽ bắt đầu lấy slam ra nha. Wow. Anh Thư cảm giác như giống như là anh Thư đang cầm một cái đống chè ở trong tay mình đó các bạn ơi. Oh my god, so kinh dữ gì ta. My god, không mở ra được luôn. Sao lam này kỳ vậy các bạn? Cái style của cái lam này nó vậy hả ta? Kim Thư. Dạ. Sao lam lại như vậy vậy? Chị ba để miếng borax vô là hết à. Borax hả? Không có borax ở đây Thiên Hương ơi. Dục luôn. Dục luôn hả? Anh Thư mới làm gì đây? Anh Thư đang đi du lịch mà bây giờ tay anh Thư dày rồi, sao mà anh Thư chơi được đây? Chứ lúc đầu chị Nhung không đưa cho chị ba cái borax hả? Rồi xong luôn. Hôm bữa bà Nhung mới bán nó quên đưa borax cho anh Thư rồi các bạn ơi. Cái slam này phải có thêm borax thì đem về nhà mình chế thêm thì nó mới hết dính được các bạn ạ. À, giờ nó dính quá. Nhưng mà phải nói là cái cảm giác của anh Thư nhìn vô cái slime này thì cảm thấy nó ngon gì đâu luôn á. Tại vì là các bạn coi nè, ở trong đây nó có những cái hạt, không chắc là cũng những hạt pom pom hay sao mà nó hình tròn luôn. Nó hình tròn rất là dễ thương. Rồi khi mà mình cầm lên á có thêm cơm nữa, giống như là kẹo hay là giống như bánh vậy đó. Nó đã nhìn là muốn ăn. Nhưng mà không thể ăn được đâu, ăn được là tiêu á nha. Bây giờ mình để bạn thỏ lên. Bạn thỏ chúng ta sẽ để lên đây. Rồi à, mình là thỏ trong xì lam bị chảy nè các bạn. Hi. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời bỏ cái slam này vào hũ lại. Anh Thư đang giúp anh Thư lấy slam ra các bạn ơi. Đừng có ăn. Anh Thư mới rửa tay xong các bạn. Thiên Thư đang là người chữa cho cái bàn này. Thiên Thư đang hốt gần xong rồi, hay ghê luôn á.
bạn ơi, và chúng ta không còn chần chờ gì nữa. Đến với slam cuối cùng, đó chính là slam kim tuyến. Ok, có cái là cái slam kim tuyến này chắc là chưa có dán cái nhãn lên kịp nè, cho nên là cái nắp nó còn xanh trơ. Chúng ta sẽ mở hũ kem trộn cuối cùng ra nha. Hey hey, các bạn hãy nhìn kìa, trông giống như là mật ong hay là cái gì đó. Rồi các bạn ơi, sau những cái công đoạn anh Thư lấy cái slam trong kim tuyến vàng này ra thì cái cảm giác của anh Thư á, cái màu này nó giống như là nó có hạt mè rồi nó có cớm vàng trong đó nữa. Giống như anh Thư không biết tên của cái hũ này tên gì. Ủa Thiên Thư ơi, cái hũ kim tuyến vàng tên gì vậy? Tên là Người đẹp và quái vật. Slam Người đẹp và quái vật hả? Anh Thư thấy thực sự là cái tên này nó không có liên quan. Anh Thư thấy là chúng ta nên đặt ra cái slam này là nước mũi hạt mè. Yeah, các bạn thấy tên có hay không các bạn? Nước mũi hạt mè. À, nước mũi hạt mè này là màu vàng. Thiên Thư có thể chế tạo ra nước mũi hạt mè màu hồng. Thiên Thư bỏ cốm hồng vô. Từ nước mũi hạt mè màu xanh thì bỏ cốm xanh vô. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu review slam nước mũi hạt mè. Yeah. Ok các bạn ơi, như các bạn đã thấy thì bây giờ anh Thư đang kéo ra xem là cái mức độ. What? Tại sao vậy? Anh Thư cảm thấy nó hơi giòn đó các bạn ơi. Chơi, không biết cách chơi hết trơn. Chơi. Tao chỉ dùng cho thử review thử thôi. Là phải chơi xong mới đúng rồi. Bây giờ nè, em là người review slam nè. Rồi. Cái slam này á là bây giờ nó chưa có mềm. Đó, tại vì đây là slam trong. Đó, đúng rồi. Rất đẹp luôn. Đó, thấy chưa? Đó, cái mùa này nó mướt. Rồi, nè. Thư làm đàng hoàng cho chị đi. Đâu? Wow. Đúng rồi các bạn ơi, anh Thư không có cách chơi, anh Thư thật là hài luôn quá đi các bạn ơi. Hi. Yay, tuyệt vời, duyệt. Anh Thư duyệt cái slam này đó các bạn à. Bạn nào thì có mua slam này rồi thì chắc cũng sẽ biết cái chất lượng của nó như thế nào đúng không? Các bạn ơi, vậy là anh Thư vừa mới review xong slam nước mũi hạt mè. Thì nếu như mà các bạn thích slam nước mũi hạt mè này thì hãy nhắn tin vào số điện thoại thì các bạn hãy liên lạc với Nhung Thư Shop để có được một cái slam trong mà giống như anh Thư nhá. Vậy là hôm nay chúng ta đã review được 3 hộp slam của Nhung Thư Shop. Và anh Thư sẽ nói với các bạn hộp slam mà anh Thư cảm thấy anh Thư thích nhất, đó chính là hộp slam Pop Pom. Còn các bạn thì các bạn thích hộp slam nào nhất, hãy comment cho anh Thư biết ở bên dưới nha. Đây là Squishy của chúng ta và anh Thư luôn luôn thích Squishy này nhất, tự vì màu sắc của nó rất là đẹp và giá thì cũng rẻ hơn, với lại cũng thơm hơn rất là nhiều. Tuyệt vời. Lưu ý còn cái phần hộp slam này thì không tính, tự vì chúng ta chưa có Borax. Hộp slam này khi mà xài thì còn phải có một Borax kế bên nữa, cho nên là có gì các bạn khi mà mua thì nhớ nói với chị Nhung là cho bạn một bịch Borax để có thể sử dụng cái slam này nha. Khổ quá, nói vậy là dìm hàng Nhung đưa sếp người ta mua là cho hũ slam, người ta cho cái Borax mà. À đúng rồi, thì ý là nói với các bạn là mua xong thì sẽ được chị Nhung tặng thì nhắc chị Nhung rồi, tại vì hôm bữa em mua mà chị Nhung quên đưa cho em Borax. Đông quá, ví dụ vậy đó, hiểu không? Thì chị Nhung đông quá không có đưa, giờ người ta xài bị dính, giờ ta nói với mấy bạn là khi mà mua cái này á thì phải nhớ nhắc chị Nhung mua Borax, đưa Borax. Khó. Có hai người này cứ cãi nhau hoài. Khó khăn. Ok, đừng quên like, share và subscribe nếu các bạn thích video này nhé. Bye bye và hẹn gặp lại. Song Hơ Love You.